Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Diệp Tuấn Kiệt, mình học lớp 5C tại trường tiểu học Quảng Phú Cầu. Năm nay Hôm nay mình sẽ giới thiệu về chương trình do chính tay mình làm. Các bạn hãy ấn vào nút lá cờ xanh để bắt đầu chương trình nhé. Chương trình sẽ có 3 chủ đề. Chủ đề thứ nhất đó chính là động vật. Chủ đề thứ hai là trang phục, chủ đề thứ ba là thức ăn. Khi ấn vào chủ đề động vật thì nó sẽ hiện ra một bức tranh động vật và đi từ trái qua phải. Ở trong đây thì có rất nhiều động vật đáng yêu và dễ thương. Như con đầu tiên đó chính là con bạch tuộc, khi ấn vào nó sẽ nói Octopus and và nó sẽ hiện ra một dòng chữ ở dưới con bạch tuộc và con bạch tuộc cũng sẽ thay đổi hình dạng. Còn đây là một chú gấu Bắc Cực. Khi ấn vào, Polar bear. nó sẽ nói polar bear và chú gấu sẽ chuẩn bị đi. Và có một dòng chữ tiếng Anh và dịch sang tiếng Việt. Việt ở dưới chân chú. Đây là một chú gấu. Khi Yeah. ấn vào, chú sẽ đứng lên và nói pear. Ở dưới chân chú cũng sẽ xuất hiện một dòng chữ tên tiếng Anh của chú và tiếng Việt. Còn đây là một con mèo, khi ấn vào nó sẽ đi vào dưới chân nó còn có dòng chữ tiếng Anh và tiếng Việt. Còn đây là một con dơi, khi ấn vào nó sẽ vỗ cánh và hiện ra dòng chữ tiếng Anh, bạn và con dơi. Còn đây là một chú chó rất dễ thương, khi ấn vào Chào. chủ đề sẽ quay đầu lại và nói dog, và dưới chân chủ cũng hiện ra tên tiếng Anh và tên tiếng Việt. Nếu các bạn muốn trở lại mặt home thì bạn hãy ấn vào nút home bên này. Tiếp theo đó chính là chủ đề trang phục. Khi ấn vào Hãy sẽ hiện ra một phông nền trang phục và từ từ thu nhỏ lại. Tuấn Kiệt ơi, mình Khi lướt tiếp đến chủ đề cuối cùng đi. tiếp theo là chủ đề thức ăn, khi ấn vào sẽ hiện ra một phông nền thức ăn và sẽ biến mất. Ở đây thì có rất nhiều thức ăn. Khi ấn vào, món đầu tiên là bánh kem, nó sẽ hiện ra một chiếc bánh và từ tiếng Anh của nó. Còn đây là bánh rán, khi ấn vào nó sẽ hiện ra một bánh donut và có tên tiếng Anh ở dưới. Đây là bánh tráng trộn, khi ấn vào nó sẽ hiện ra một hình ảnh của bánh taco. Còn đây là một quả táo, khi ấn vào nó sẽ kêu apple và dần dần bị ăn mất. Còn đây là quả dưa hấu, khi ấn vào sẽ có một quả dưa hấu và có chữ watermelon. Còn đây là bánh mì, khi ấn vào sẽ hiện ra một ổ bánh mì và kêu lên bread. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. À, còn thiếu cái gì nhỉ? Từ từ đấy nhá, vẫn còn thiếu phần chia sẻ đúng không? Đợi con tí cô, lúc đấy là con quên. À, tiếp tục phần chia sẻ nào. Animal. Trong đây em thích nhất, ở trong dự án này em thích nhất là chú chó, bởi vì chú rất dễ thương và làm cũng rất dễ ạ. Còn đâu, thứ mà em làm khó nhất ở trong chủ đề phục đó chính là chiếc kính ở dưới đây. Vì khi em chỉnh lại tên thì nó cứ không chỉnh được và nó cứ không chỉnh được và nó cứ bị bé hơn mấy cái khác ạ. Ừ.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, chúc mừng Tuấn Kiệt đã hoàn thành xong phần trình bày của mình. Phần trình bày gọi là hơi bị trục trặc một chút đúng không? Là bởi vì khi nãy là đầu tiên thì mất điện này, sau đó bây giờ mình mới tiếp tục được. Cô rất là khen ngợi Tuấn Kiệt là ở cái phần trình bày của bạn đã có cái sự tự tin, nói rõ ràng, nói to, trình bày đầy đủ các chủ đề, trình bày theo đúng những bước mà cô đã hướng dẫn. Thế bây giờ cô xin mời các bạn trong lớp góp ý nhận xét cho bài của bạn nào. Mời các bạn nào. Cô mời anh Khoa nào. Anh Khoa nhận xét cho bài của Tuấn Kiệt. Dạ thưa cô, là bài của bạn Tuấn Tuấn Kiệt hay hay có nhiều nhân vật và nền và có khung nền không và có khung nền nền đẹp mà nhưng mà con thấy là cái có cái hình ngôi ngôi nhà, tại vì á là khi mình đã ở sẵn thì nó không còn hiện nữa, nhưng mà bài của bạn này vẫn còn hiện, vẫn còn còn cấn còn cái nút home 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 vẫn vẫn ở đó. Rồi, bạn đã bổ sung ngay lập tức rồi đây. Thế còn phần trình bày của bạn thì sao hả anh Khoa? Để phần trình bày của bạn tốt Ừ, tốt tốt như thế nào nhỉ? dạ tốt tốt kiểu ấy nha, là cái phần dịch 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 cũng sáng sáng tạo, và phần phần dịch khá sáng tạo và nhân vật hoạt động À, tức là cái phần cũng các cũng vậy. Phần hoạt động của nhân vật nó cũng sáng tạo này đúng không? Dạ. Rồi bây giờ cô sẽ mời tiếp là bạn tiếp theo nhận xét này. Cô mời bạn Đức Anh nhận xét cho bài của bạn Tuấn Kiệt nào. Em có nhận xét gì đâu cô. Thì mình lắng nghe, mình nhận xét để góp ý, để giúp kinh nghiệm cho khi mình trình Em bày chứ. nhưng mà em thấy không có điểm gì khác hết. À, tức là ý kiến của con là giống với ý kiến của các bạn vừa nhận xét Wow. đúng không? Ừ, có nghe không? Mà bây giờ em cũng đang muốn xem lại lúc mà bạn ấy ấn vào phần thức ăn nó sẽ như thế nào. Ừ rồi, bạn nhấn lại phần thức ăn đi. Vừa nãy bạn có mô tả cái phần thức ăn đấy. Ok, bởi vừa nãy là em lúc mà ấn vào hình như mạng lag hay sao mà em Ừ. thấy cái kia nó vẫn chưa ẩn đi. Rồi bây giờ dừng lại cái phần thức ăn này nhá. Các bạn nhận xét cho cô là những cái chữ này thì nó có cái điểm gì chưa ổn không? Các bạn nhìn nào, nhìn cụ thể xem. Cô mời Thanh Phong nào. Vâng thưa cô, là những cái chữ của bạn nó cứ bị là nó khác chữ Không. gì ạ? À đúng rồi, nó không đều nhau đúng không? Ở mỗi một nhân vật thì chữ nó lại có hình dạng khác nhau, có đúng không? Ví dụ bánh kem khác với bánh rán đây này. Bánh kem thì nó nhạt hơn chữ bánh rán đúng không? Rồi, cái bánh tráng trộn, bánh tráng là TR chứ không phải là CH nha. Bây giờ vào sửa cho cô cái từ bánh tráng trộn này. Quả táo đây này, tức là cái phần phông chữ ấy, nó chưa được đều nhau, đúng không ạ? Cái phần phông chữ chưa đều nhau, bây giờ mình thống nhất lại cho cô nhá. Các bạn sẽ thống nhất chọn một kiểu phông chữ thôi, chứ Đi chúng mình ra không để trong nhiều kiểu như vậy nữa. Nhá, ví dụ ở trong cái quyển từ điển của mình ấy, thì cả một quyển từ điển nó chỉ có đúng một cái phông chữ cố định thôi, chứ nó không lẫn lộn như vậy nhá. Nên mình sẽ chọn lại phông chữ cho cô. Toàn bộ 6 nhân vật này mình muốn nó để phông chữ gì thì chọn đúng cái phông chữ đó. không Đấy, biết chọn là phong tư như thế nó cứ hiện ra mấy cái nó thành mấy cái này cho nên nó có thể xấu quá không biết thành gì. đấy thì bánh tráng trộn. Thì về tất cả các bạn sẽ để cái phông chữ handwriting này cho đều này, nó không bị lỗi tiếng Việt. Ví dụ quả táo là cái phông chữ này nó đang bị lỗi tiếng Việt đi này. Chữ Q, chữ U thì nó nghiêng mà chữ A thì nó lại thẳng đứng. Đây là đang bị lỗi tiếng Việt đấy nhá. Thì chúng ta chọn phông chữ nào cho nó không bị lỗi lên được. Và có một cái phần nữa nó Tuấn Kiệt cần phải sửa, đó là cái phần chủ đề trang phục ấy. Chủ đề trang phục Tuấn Kiệt nhấn cho cô vào chủ đề trang phục nào. Chủ đề trang phục có phần lỗi, các bạn quan sát Thanh Phong phát hiện ra rồi à? Mời Thanh Phong tiếp tục nào. Phần trang phục là bạn, cái áo của bạn là quá to, và khi vào nhân vật
Đó là hiên ở phía dưới. Chính xác. Và đôi giày của bạn, chữ đôi giày bạn viết sai, sai chính tả chữ giày ạ. À đúng rồi, là nhấn vào chữ đôi giày cô xem nào. À vừa nãy bạn sửa rồi, đôi giày thì bạn sửa thành glassy là cái kính rồi đúng không? Tuy nhiên là cái phần như bạn Thanh Phong vừa nói, đó là cái phần các cái nhân vật áo rồi kính rồi là quần ấy thì nó đều nằm ở sau cái nhân vật chính này này, nó nằm ở phía sau đúng không? Tức là cái nhân vật bạn nhỏ Harper này này nó che khuất cái trang phục rồi. Thế bây giờ mình làm thế nào để những cái trang phục quần áo đấy nó sẽ lên trước nhân vật Harper? Như nào nhỉ? Mình làm như nào? Làm như nào? Con thưa cô là con sẽ dùng khổ lệnh đi lớp phía trên cùng ạ. À, đúng rồi, khổ lệnh đi lớp phía trên cùng, hoặc các bạn có thể làm thủ công bằng cách là chúng ta sẽ đưa chuột vào tất cả những cái nhân vật này này. Nhấn chuột vào tất cả những nhân vật này. Di chuyển chuột vào đây. Mình di chuyển các cái nhân vật này này thì lập tức nó sẽ lên phía lớp phía trên. Con không, con không. Con đưa chuột, con nhấn chuột, con di chuyển. Con di chuyển chuột vào cái nhân vật đó. Đúng rồi, hoặc là lấy khổ lệnh lớp đi lớp đi từ lớp phía trên cùng. Thì là nó sẽ chuẩn nhất. Mình không cần phải dùng cái thao tác thủ công gì nữa. Đấy, thêm khổ lệnh đi tới lớp phía trên cùng. Đúng rồi. Và vừa nãy là bị sai chính tả nhá. Cái giày là su, cái kính là Grassi. Thế ở đây là có hai cái nhân vật đôi giày đúng không? Bạn đã sửa rồi. Rồi, Lúc cảm ấy ơn là con phần. có ghi lại ông chưa kịp sửa ạ. Chưa kịp sửa. Thế là cái phần chuẩn bị là cũng chưa được ổn lắm rồi đấy, đúng không? Nếu mà ở nhà mình kiểm tra lại bài kỹ thì mình đã sửa được rồi. Thế đúng chưa? Rồi, thế cô tổng hợp lại các ý kiến góp ý của những bạn khác thì cô góp ý cho Tuấn Kiệt như sau này. Thứ nhất là cái phần trình bày của bạn thì có điểm cô khen và các bạn cũng rất là ghi nhận, đó là bạn Tuấn Kiệt trình bày với sự tự tin, với cái giọng nói to rõ ràng, rất là rõ ràng khi mà bạn diễn đạt các ý này. Rồi phần trình bày thì theo đúng các bước cô hướng dẫn rồi. Thế có một chỗ đó là cái phần bước chia sẻ đúng không? Có đôi lúc cái phần cuối mình chưa chia sẻ mà mình đã chào tạm biệt rồi, thế là phần đấy quên thì cô phải nhắc thêm đúng không? Rồi đấy, thì các bạn thấy là cái phần thuyết trình của mình nó rất là đơn giản đúng không? Mình cứ trình bày theo những cái bước mà cô hướng dẫn. Thế bài của mình nó như thế nào thì mình cứ nói như vậy thôi lần lượt. Từ xin chào rồi chào hỏi này, rồi các bước phần hướng dẫn sử dụng này, rồi trình bày nhấn vào lần lượt các chủ đề thì nó hiện ra các nhân vật, thì mình lại mô tả hoạt động của các nhân vật, thế là xong đúng không? Rồi, cảm ơn Tuấn Kiệt, bạn đã hoàn thành xong.